vào khoảng 10 giờ 35 sáng sửa ngày 2 tháng 11 vừa qua, một vụ tai họa nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ 13 thuộc thị thôn Bình Long, tỉnh Bình Phước. Thời điểm đó, một thùng cung tai nơi bị lật nghiêng, rơi xuống đường đè trúng hai người đi xe máy khiến một người tử vong, người còn lại bị thương khá nặng. Sau đó, thùng cung tai nơi này còn đè lên một chiếc xe máy khác đang chạy trên đường làm người bị thương chưa dừng lại, thùng côn tay nơi còn lao thẳng vào tạp quá bên đường và khoảnh khắc này đã được camera bình an ghi lại. Người thanh nữ dừng đổ xe mua đồ trước của hàng tạp quá đã phản ứng cực nhanh trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Khi thấy thùng côn tay nơi lao tới, chị này đã ngay lập tức nhảy ra khỏi xe máy, kịp thời né tránh một vụ tay họ. Theo dõi đoạn camera bình an, nhiều người không khỏi toát mồ hôi lạnh. May mắn là không có thêm một nạn nhân nào nữa trong vụ việc này. Người thanh nữ nhảy ra khỏi xe máy, tránh chiếc thùng container đang lao tới.